Vậy là chú thường ở Mỹ Tho phải không? Không có đi đâu đúng không? Dạ, Mỹ Tho Tiền Giang. Chú đừng có đi đâu nha, ở Mỹ Tho này lâu lâu gặp về có gì con cho tiền. Cứ đi vòng vòng theo này cái này thôi. À. Trước ông chồng ở Mỹ Tho không? Dạ. Chợ cái nó vừa hoành rồi. Rồi. Đây các bạn, đây là chú Hòa, chú Hòa. À, Lê Văn Hòa, chú ở Đồng Nai xuống thì đưa cho chị, đưa cho chú đi. À, thì tình cờ gặp chú cách đây một tháng rồi cả nhà. À, trong cái thời gian đó thì cũng có nhiều cô chú anh chị nói chú này sao mà giống cái ông anh của chú Michael Hứa ở bên Úc á, chú đang đi kiếm. Thì hồi hôm tối với lại hồi sáng mình có liên hệ với lại cái người em trai bên Úc rồi, nhưng mà người ta xác nhận là không có phải. Quê chú Hòa là ở đâu? Hả? Chú Hòa là quê ở đâu? Đó, quê ở dưới miền Tây, Cao Lãnh. Quê của chú á? Quê của chú là hồi gió dưới miền Tây, Cao Lãnh. Ở Cao Lãnh. Nhưng mà sao bữa chú nói là chú ở Biên Hòa mà? Cái đó Đồng Nai, Long Khánh. Ờ. Hồi trước thì quê bà già đó, ở Cao Lãnh, miền Tây á. À, rồi chú anh chết rồi. Rồi anh em của chú làm sao, ở đâu? Cũng ở đó luôn. Giờ chú có mấy người, người anh, người chị? Chị có chồng, ở cái con bé cả chồng. Rồi. Chị gái á, còn thằng anh lớn hơn, có vợ. 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 À. Vợ người Bắc. À. Lấy vợ ngoài Bắc hả? Dạ. Chứ không phải là người nào ở Úc hả? Không. Trời ơi, sao bữa chú nói là có người anh nào ở Úc nữa? Không có, có mình thằng anh á, lớn nó có vợ, nó có vợ người Bắc. À, à, dạ, rồi, ok chú. Rồi, được rồi, thôi chú uống nước đi. À. Rồi, mình kết thúc video ở đây cả nhà ơi. À, chú bữa giờ mình cứ hỏi là chú cứ lúc thì nói như này, lúc thì nói khác các bạn, nên là cũng không biết sao luôn. Thôi con đi nha. Dạ. Chiều anh có lại đây không? Dạ. Chiều chú có lại đây không? Trời ơi, quay lại đây thì cũng đâu có gặp chú đâu mà chú đi tùm lum hết trơn mà. Nhận ra ai không? Nhận ra ai đây không? Hả? Anh gì? Con tên Trường. Đây các bạn thấy chú Hòa giờ thấy khác không? À, quần áo hả, giờ mặc sao áo mới mặc mày đã dơ rồi chú. Đó, giờ thấy giờ chú khác chưa? Bây giờ chú đang đi đâu á? Đi lên này. Lên đâu? Lên này chỗ đó. Lên ngã tư đó hả? Dạ. Rồi tối nay chú ở đâu? À, nhưng mà hồi sáng cầm hai cái thanh thép này để đâu rồi? Hồi sáng á, cầm hai cái thanh thép là để đâu rồi? Hai cái thanh sắt hồi sáng á. Con nói chú bán chai chai đi đó. Dục ở đâu đây hả? Cái bịch đồ với lại hai cái thanh thép chú để đâu rồi? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đây thưa các bạn, à, cái người mà mình bữa giờ mình cứ nghi chú là cái ông anh trai của cái anh Việt Kiều Úc Michael Hứa đó đang đi kiếm đó các bạn. Đây, sau khi hồi sáng mình có dẫn chú đi cắt tóc cắt tay rồi, giờ chú gọn gàng này nè. Mà cái anh ở bên Úc á, anh xác nhận đây là không phải. Thôi kệ đi, chú cứ loanh quanh ở đâu Mỹ Tho này thì mình gặp ở đâu mình giúp chú. Chú ăn chiều chưa? Là ăn rồi, ăn mì rồi. Ăn mì hả? Có đói bụng nữa không? Đi lại đằng kia. Dạ thôi. Vậy hả? Mì gói. À, ăn mì gói. Ai cho, ai pha cho anh hả hay sao? Mua hả? Mua rồi hả? Nước sôi ở đâu chú pha? Mua 4 gói, ăn 2 gói, còn 2 gói nó chiều. Bánh sống vậy đó hả? Không, phải có nước sôi trên kia rồi, phải đã nóng chẳng mày cái xe giữ trước nhà ở trên kia rồi. À vậy đó hả? Ta nấu còn nóng nữa. À, à. Dạ, dạ, rồi, thôi vậy được rồi. Rồi thôi chú đi đi, đi đâu đi đi. Rồi cứ ngày nào gặp cái con cho chú tiền ha. Giờ khát nước quá, phải chưa nước, mì chưa nước. Khát nước hả? Khát nước ở đây. Khát nước hả? Đây giờ tập hóa hả? Tập hóa đồ đóng cửa. Xa xa mới có. Chú đi hướng ngược lên trên này đi. Đi hướng ngược lên đi, để con nhìn coi chỗ nào có con mua cho chú nè. Nước chai nước uống. Ừ à, chú đi ngược lên đi. Em cầm cái điện thoại nha. Cầm.
chú bị thần kinh, chú bị tâm thần, bệnh tâm thần. Mà bữa giờ mình cứ ở đây mình đi mình gặp hoài đó các bạn. Chị ơi, có bán nước suối không? Có nước gì, có nước gì không? Lấy chai trà xanh hay cái gì đó không được hả? Dr. Thanh hả? Lấy đại chai nước ngọt gì cũng được. Ông chú ông đi bộ lẹ kia không? Chú lên đứng đây đi. Chú nước ngọt hả? Ngọt đây ha. Có nước ngọt gì cũng được chị. Coca hay là Pepsi đó cũng được. Rồi chú cầm cái bịch gì hả? Mì. À, mì gói hả?